Vâng, xin kính chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh The View Audio. Hôm nay em lại tiếp tục về được một chiếc đàn Casio cực kỳ đẳng cấp, phải nói là siêu VIP, siêu sang, siêu đẹp luôn, siêu độc luôn. KX101. Hôm trước em có về được một chiếc và hôm đấy thì em có nói rằng là đây là một chiếc đài tích hợp đàn piano. Nhưng mà thật sự hôm nay thì em mới phát hiện ra nó chính xác, đúng nghĩa hơn là một cây đàn organ các bạn, chứ không chỉ là một cây đàn piano. Nó là một cây đàn organ bởi vì nó có tích hợp rất nhiều những cái tính năng cho một cây đàn organ. Chúng ta có thể đệm nhạc và nó có nhiều bản nhạc được tích hợp lưu sẵn ở trong máy, rất là hay. Như các bác thấy rằng là chúng ta hoàn toàn có thể chọn được. Em thì không phải là người biết chơi đàn, cho nên em chỉ nghịch ngợm thôi, nhưng mà thấy quá là thú vị luôn. Rất nhiều cái chế độ các bác nha, rất nhiều cái chế độ luôn. Như vậy thì các bác thấy là đúng nghĩa đây không phải là một chiếc đài mà tích hợp đàn, mà đúng hơn phải là một cây đàn tích hợp đài thì đúng hơn các bác ạ. Bởi vì cái phần đàn organ này nó quá là chuyên nghiệp, rất là hay luôn. Rất hay, rất là hay. Nó tích hợp rất nhiều những cái bản nhạc. Và máy lần này về thì trong tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn các cái kiềng loa, viền loa này, mới keng sờ beng đẹp xuất sắc. Và con này thì như các bác đã biết rồi, nó có một cái màu gold. Khi mà chúng ta bày thì nó phải nói là siêu sang, siêu đẹp. Một cái màu gold quá là đẹp luôn. Sở hữu cặp loa hai đường tiếng, loa đánh rất hay các bác nha. Máy nặng trịch, phải nói là tất cả mọi thứ hoạt động cực kỳ hoàn hảo, rất là hay luôn. Khi mà chúng ta để nằm như này thì đương nhiên là nó là một cây đàn piano thực thụ. Xin lỗi các bác, chính xác là một cây đàn organ hơn. Quá là đẹp luôn, rất là hay. Như vậy thì bác nào đam mê về đàn, hoặc là chúng ta là một người đam mê về đài nhưng mà lại muốn có một cây đàn cho con cháu của mình học chẳng hạn, thì đây thật sự là chúng ta mua một và được 3-4. Bởi vì chiếc máy này vừa tích hợp đàn organ rất hay, chuyên nghiệp, vừa có thể chơi được băng cassette cực kỳ hay, có chế độ metan, và chúng ta lại còn có thể có được cái phần đài radio. Khi mà chúng ta dựng lên thì nó đúng nghĩa là một cái cây, một chiếc đài chuyên nghiệp các bác, các bác thấy không? Khi chúng ta dựng lên nó đúng là một cái chiếc đài cực kỳ đẹp, rất là sang trọng luôn. Phải nói là quá là đẹp. Em lại xin phép mượn 13 chữ L để miêu tả. Phải nói là đẹp long lanh, lung linh, lấp lánh, lộng lẫy, làm lưu luyến lắm luôn. Quá là đẹp, phải nói là thật sự rất là đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn các bạn nha. Cái màu gold nó đẹp lắm luôn. Quay sách này còn rất là sáng. Phải nói là sáng bóng soi gương được luôn. Và một chức năng nữa, máy lại còn có cả cổng line in layout các bác này. Đấy, có cả cổng line in layout luôn. Chúng ta có thể cắm các thiết bị bên ngoài vào, chúng ta nghe nhạc rất hay. Và đồng thời chúng ta có thể đưa tín hiệu đến những bộ dàn lớn. Ví dụ như là chúng ta chơi đàn organ, chúng ta cắm đưa tín hiệu đến những bộ dàn lớn thì nghe cực kỳ tuyệt vời, rất là chuyên nghiệp luôn, rất là hay. Cây này thì lần trước em đã có dịp giới thiệu chi tiết cụ thể rồi. Hôm nay về thêm một cây đẹp xuất sắc, tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Bây giờ em xin mời các bác chúng ta ngắm nhìn mặt sau luôn nhé, trước khi chúng ta test trải nghiệm chất âm. Con này thì chất âm quá là hay luôn. Các bác hãy nhìn mặt sau này. Mặt sau cũng đẹp, rất là đẹp luôn. Đây là phần nắp pin. Đấy, nắp pin bên trong mới keng, mới cứng cựa luôn các bác nhá. Xuất sắc, phải nói là mọi chức năng quá là hài lòng với chiếc Casio KX101. Đây em quay rõ số CD cho anh em mình nhìn. Made in Japan. Quá là đẳng cấp luôn. Bác nào thích hàng đẹp, độc, sang, hay thì phải nói là em này đáp ứng mọi tiêu chí luôn. Đây ạ. Bác nhìn một lần nữa là cổng line in, line out và cổng mic này. Còn cái phần anten thì mới keng này. Cần anten mới và rất dài, rất đẹp. Mới cứng cựa, bóng loáng này. Rồi, bây giờ thì có lẽ rằng là không cần phải trình bày nhiều nữa rồi. Bây giờ em xin phép mời anh em mình cùng lắng nghe phần đài
băng cassette các bác nhá. Chúng ta cùng lắng nghe phần băng cassette. Đây, chúng ta có một cái cần gạt ở đây. Nếu mà chúng ta gạt ra ngoài này thì nó là chơi đàn. Gạt sang cái trực táp chúng ta chỉ chơi băng cassette, tiếp theo radio và line in. Rồi, em mời anh em mình cùng lắng nghe phần băng cassette có một là ca khúc của ca sĩ Tuấn Vũ. Tiếng quá là hay luôn. Người đi đi ngoài phố chiều nắng rớt bên sông. Người đi đi ngoài phố nhớ dáng xưa mịt mùng thành ghế đá chiều công viên ngày xưa ngày xưa ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc lời tìm bóng của người yêu ơi còn đâu tình duyên đã lỡ thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vay quanh biết lỡ yêu thương sẽ làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm tà tư thành phố cũ người yêu xưa còn đâu giờ đây sinh ra từ các bác ạ, tiếng con này hay lắm, tiếng và nó cực kỳ chi tiết, sắc nét, trung thực, nghe rất là hay luôn các bác nha, bằng cảm giác nghe tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ thì em xin mời các bác chúng ta trải nghiệm luôn phần radio nhé. Đây radio chúng ta sẽ gạt sang cái kênh phần radio này. Đấy. Đặc biệt là các công ty dầu khí thì rõ ràng những sản phẩm của họ đều là quảng cáo xanh. Là khu vực Đinh Tiên Hoàng Võ Thị Sáu thì là một tuyến đường mà chúng ta có thể hoàn toàn an tâm lựa chọn, tại vì tại đây thì lượng phương tiện không đông lắm, chúng ta có thể chính những chủ trương của nhà lãnh đạo Kim Trương Ưn về việc nỗ lực áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đã luôn hướng dẫn chúng tôi. Ngắm nhìn đi ngắm nhìn lại mà mê mẫn luôn các bạn ạ, mê mẫn luôn. Các bạn thân mến, nói đến đặc sản văn hóa nghệ thuật của xứ Nghệ, chúng mình không thể không nhắc đến các loại hình dân ca độc đáo ở nơi đây như hò, ví dặm,
bởi nó là sản phẩm tinh thần và phản ánh đời sống của người nông dân Nghệ Tĩnh từ bao đời nay. Tiếp mê tục chương trình, luôn các bạn. Mời các bạn nghe bài hát Linh Hồn Xứ Nghệ, dân ca Nghệ Tĩnh do bạn Khánh Vy ở nhà thiếu nhi Việt Đức thể hiện. Tuyệt vời luôn. Rồi, vừa rồi là em đã vừa giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài cực độc. Chính xác hơn phải nói là một chiếc đàn organ tích hợp đài, cassette, radio, có cổng line-in, line-out đầy đủ. Máy cực độc, cực đẹp, siêu sang, siêu VIP. Còn đã đáp ứng được mọi tiêu chí, độc, đẹp, đỉnh, hiếm, hay. Con này thì đúng là quá là đỉnh cao. Chỉ có một con duy nhất thôi. Cho nên là các bác nào mà thật sự quan tâm thì nhanh tay. Có rất nhiều các bác đặt rồi. Em cũng không biết gọi điện cho ai. Cho nên là thôi thì em cứ đăng lên. Bác nào có duyên thì sở hữu được em ấy. Mọi thông tin về sản phẩm các bác vui lòng liên hệ giúp em qua số điện thoại 0916 950595. Em xin chân thành cảm ơn.